21. Bác cho cháu chút thời gian, cháu tìm được nơi thích hợp sẽ chuyển đi ngay. Đại Vân à, cháu nghe bác nói như vậy. Bác đi hỏi Đại Lâm, bác hỏi thử nó, rốt cuộc trong lòng nó nghĩ cái gì. Bác à, bác tuyệt đối đừng hỏi anh ấy. Bác có hỏi thì anh ấy cũng chẳng thể giúp được gì. Đại Lâm là một người tốt, cháu không thể làm lỡ dở anh ấy. Bác cũng không biết sau này chuyện của cháu và Đại Lâm là thành hay là... Bất kể ra sao thì đời này bác đã nhận cháu là con gái. Như vậy được rồi chứ? Dạ. Chào anh. Xin chào. Mời. Mời cô ngồi. Cô Phu Chi vất vả rồi. Cảm ơn. Anh tôi bảo tôi thay anh ấy đến hỏi thăm anh. Anh trai cô vẫn khỏe chứ? Anh ấy đã nói cho cô biết nhiệm vụ lần này chưa? Anh trai tôi không nói gì hết. Anh ấy chỉ nói bảo tôi tới một nhà hàng Nhật tên là Fukuda. Nhiệm vụ cụ thể nghe theo anh sắp xếp. Chúng tôi cần cô mai phục ở nhà hàng Fukuda làm nữ phục vụ. Vậy nhiệm vụ thật sự là gì? Tạm thời cô chỉ cần làm tốt công việc phục vụ của cô. Đừng để cho bất kỳ ai nghi ngờ cô. Nhiệm vụ thật sự của cô là gì? Vẫn cần chờ tin tức của tôi. Vậy anh có thể cho tôi biết vì sao tôi phải mai phục ở một nhà hàng? Đây chính là điều tôi muốn nói với cô. Quân đội Quang Đông mà anh trai cô đóng quân, thời gian gần đây điều đến một vị trung tá Asada từ Bắc Bình, mà nhà hàng Fukuda là do vợ của trung tá Asada mở. Nhiệm vụ của anh trai cô ở quân đội Quang Đông cần qua lại với trung tá Asada, mà việc sắp xếp cô ở nhà hàng một mặt là làm việc thứ tự rõ ràng, một mặt khác cũng có thể kéo gần quan hệ của anh cô với Asada, từ đó nắm bắt được phương hướng hoạt động của họ. Tôi đã hiểu. Tôi hỏi cậu, cậu muốn làm đầu bếp như vậy à? Sự thật chính là sự thật. Bức màn sự thật sắp được dán mở, cậu cứ chờ đi. Cậu chắc chắn thắng được tôi à? Từ trước tới nay đều là dạy cho đồ đệ biết rồi để đói chết sư phụ. Tôi đâu có ngốc. Đừng tưởng cậu học nhanh là thông minh. Tôi nói cậu biết, tôi còn chưa móc ra được thứ ở dưới đáy hộp. Vì cuộc thi này, phu nhân mời tới đều là người sành ăn Nhật Bản chính tông. Cậu cứ chờ đó mà mất mặt đi. Dù sao tôi làm gì thì cậu cũng biết rồi. Cho cậu một câu, làm gì cũng đừng làm hán gian. Tôi dựa vào tay nghề kiếm cơm. Hán gian cái gì chứ? Hành vi hiện giờ của cậu đã ảnh hưởng tới bọn tôi. Loại hành vi này chính là hành vi của hán gian. Được rồi, đừng dọa tôi. Cậu dám làm gì tôi? Có giỏi thì một dao đâm chết tôi đi. Thách cậu cũng không dám. Cậu ra ngoài thử xem. Tôi ra ngoài làm gì? Tôi ra ngoài làm gì? Ở đây đang yên ổn, ra ngoài làm gì? Cậu xem đi. Cậu xem chỗ đó đi. Người tới người đi ở đây đều là hoàng quân mang theo súng. Cậu dám làm gì tôi? Hiện giờ tôi đối với cậu coi như tận tình tận nghĩa. Nếu như cậu còn u mê bất ngộ, tôi thật sự không khách sáo với cậu. Sushi mà ngài Mã gọi vẫn chưa xong à? Cô Izumi, kỹ thuật dùng dao của cậu tốc độ này có phần theo không kịp. Tay của anh sao lại không cẩn thận như vậy? Không sao.
Anh còn ngẩn người ra làm gì? Đừng làm nữa, tránh làm bẩn sushi. Anh ra ngoài mua rượu trắng về, vừa hay trong quán hết rượu trắng rồi. Sự thật là sự thật. Tốc độ dùng dao này có phần theo không kịp. Fuji Sakura, cha mẹ đều là người Trung Quốc. Từ nhỏ lớn lên ở Tokyo. Sau khi cha mẹ mất thì trở về Trung Quốc. Trong nhà còn có một anh trai phục vụ cho quân đội Quang Đông ở Mãn Châu. Tại sao cô không ở lại Mãn Châu cùng anh trai mà một mình chạy tới Bắc Bình? Anh trai tôi là người sống vì công việc. Sau khi hai chúng tôi rời khỏi Nhật Bản trở về Trung Quốc, mỗi ngày gần như anh ấy đều ở trong quân của quân đội Quang Đông. Anh ấy cực kỳ yêu công việc, hy vọng có thể không phụ sứ mệnh của Thiên Hoàng giao phó. Hơn nữa bên Mãn Châu không có công việc phù hợp với tôi, cho nên tôi vẫn luôn ở nhà một mình. Anh trai từng nhắc tới phu nhân và ông nhà, nói ông nhà vô cùng có trách nhiệm, mọi người đều rất kính phục ông bà. Anh trai còn nói phu nhân đã mở một nhà hàng ở Bắc Bình, tìm tới đầu bếp chính tông nhất, hy vọng có thể vì những quân nhân Bắc Bình giải quyết nỗi nhớ quê hương. Mọi người đều khen phu nhân xinh đẹp, tấm lòng lương thiện, cho nên tôi rất muốn đi theo phu nhân học tập làm sao để làm một người phụ nữ tốt. Cô nói khiến tôi ngại quá đi. Đây đều là lời thật lòng, cho nên xin phu nhân quan tâm tới tôi nhiều hơn. Là như vậy. Vừa hay trong cửa hàng chúng tôi cũng còn thiếu người làm. Nếu như cô tới giúp, tôi nghĩ nhất định sẽ rất phù hợp. Cô một thân một mình, con gái bên ngoài không nơi nương tựa, vậy ở lại trong cửa hàng luôn đi. Sakura, cô thích đồ màu hồng không? Nếu không thích thì màu khác cũng được. Phu nhân, làm phiền rồi. Đến giờ chúng ta mở cửa. Được rồi, tôi qua ngay. À phải, giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là cô Fuji Sakura. Từ hôm nay sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Tôi là Fuji Sakura, xin quan tâm nhiều hơn. Xin quan tâm nhiều. Cái này là cái gì? Doanh thu gì? Là cái gì? Chi phí tốn bao nhiêu? Mấy người lại, làm gì vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống. Cậu, chính là cậu. Quay lại rồi à? Sao vậy? Gọi cứu binh tới à? Cậu cũng giỏi nhỉ. Quân gia, anh biết đây là đất của ai không? Nơi nào? Thằng nhóc, biết tôi là ai không? Không biết. Được, hôm nay tôi cho cậu biết Đổng Chí Hưng tôi là làm gì. Đưa đi. Chờ đã. Cậu, hôm nay cháu không giết anh ta, cháu không thoải mái. Cháu giết cậu ta rồi, không phải lời cho cậu ta sao? Hai con chó mà Hoàng quân đưa tới vẫn còn đang đói. Đưa đi. Cậu nói xem, còn có thể làm được gì? Muốn bỏng chết tôi à? Cái này tôi... Xưởng trưởng, ông xem có được không? Được không? Rất tốt. Đại Lâm, cậu thật sự tự học kỹ thuật máy tiện à? Cậu có thể dùng mắt thường nhìn ra. Chỉ dựa vào mắt thường không được, còn phải dựa vào cảm giác. Đại Lâm à, xưởng chúng ta có quy tắc. Ông nói đi, tôi nghe. Quy tắc của xưởng chúng ta là dựa vào bản lĩnh kiếm cơm. Cậu biết chữ, lại xem hiểu bản vẽ, lại có thể tự học thành thục kỹ thuật máy tiện tới như vậy. Nếu tôi không đề bạt cậu, chuyện này về tình, về lý đều không được. Sau này, những công việc tháo dỡ linh kiện đó, cậu đừng làm nữa, cho quản đốc làm đi. Xưởng trưởng à, vậy tôi làm gì?
Xưởng chúng ta vẫn còn thiếu người như cậu, công nhân kỹ thuật cao. Sau này cậu phụ trách chuyện gia công linh kiện tinh vi. Còn về tiền lương, để tôi tính riêng cho. Dạ. Vậy tôi quay về làm việc. Được. Đại Lâm, đừng đi. Hiện giờ cần 200 chiếc linh kiện này. Cậu nói với người trong nhà, mấy ngày nay cậu ở lại trong xưởng, cậu xem có được không? Dạ được. Có ai không? Người đâu? Có ai không? Gào cái gì? Còn gào nữa tao giết mày. Đây là đâu? Điện Diêm Vương. Lão Thôi, có lẽ xảy ra chuyện. Tôi đi đến điểm hẹn, không có người. Đúng là xảy ra chuyện. Vừa rồi tôi nhận được tình báo, tuyến giao thông ngầm vận chuyển vật tư bị người ta chặn. Vậy các đồng chí không sao chứ? Các đồng chí thì không có ai hy sinh. Trải qua giao đấu thời gian ngắn, đều an toàn rút lui. Vậy thì tốt. Về vật tư, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Tính mạng của các đồng chí quan trọng hơn tất cả. Hiện giờ tôi lo lắng là liệu quân địch có theo vật tư thu được, điều tra manh mối hoạt động của đảng ngầm chúng ta không? Lô vật tư này có gì? Đến giờ vẫn chưa nhận được hóa đơn cụ thể. Nếu như chỉ là một vài đồ dùng sinh hoạt thì không sao. Chỉ sợ có đồ mang tính chất quan trọng. Lúc nào thì Nhị Lâm tới? Dạ. Dạ. Chúng tôi đã phá được một vụ án về tuyến giao thông ngầm của người Trung Quốc. Dạ. Không bắt được người. Dân, vật tư chúng tôi thu được là manh mối quan trọng nhất. Hơn nữa tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được đám người Trung Quốc giả hoạt đó. Dân, xin ngài yên tâm. Nghe thấy rồi chứ? Là điện thoại của tư lệnh. Ông ấy biểu dương hành động lần này của chúng ta, nhưng mà rất tiếc không bắt được người. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Sau này sẽ chú ý hơn. Không có sau này, mà là bây giờ. Dạ. Tra được manh mối gì rồi à? Ngoại trừ súng và đồ dùng sinh hoạt, chúng ta lại phát hiện một quyển sách dạy nấu ăn Nhật. Món ăn Nhật. Bác Lộ học cách nấu món Nhật. Nhất định là đồ Nhật chúng ta vừa ngon lại dinh dưỡng. Nhất định là bọn họ muốn thâm nhập vào tổ chức của chúng ta lấy tình báo. Nhà hàng Nhật ở Bắc Bình chỉ có một quán, Fukuda. Vậy đội trưởng, anh nói là Tiểu Lâm hay là Koizumi? Tôi không chắc. Trong cuốn công thức này có ghi chép đều là cách nấu món ăn Nhật đơn giản. Điều này chứng tỏ hiện giờ tay nghề của người đó vẫn rất kém. Theo như kết quả kiểm tra tay nghề nấu ăn lần trước, có lẽ là Tiểu Lâm. Nhưng mà Koizumi cũng rất đáng nghi. Tôi cần có thêm thời gian xác định. Vậy bây giờ chúng ta tới nhà hàng, bắt cả hai người bọn họ cùng thẩm vấn. Làm như vậy sẽ đã thảo kinh xà. Hơn nữa, đây là quán của phu nhân Asada. Xin lỗi, làm không tốt sẽ mang tới rất nhiều phiền phức. Có điều, ngày mai phu nhân Asada mời tôi tới nhà hàng Fukuda xem hai đầu bếp thi đấu một lần nữa. Anh đi chung với tôi. Tới lúc đó, chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ. Dừng. Tình hình bây giờ chính là như vậy. Thằng nhóc này
là một mực muốn tranh với tôi. Hơn nữa hiện giờ bà chủ nghiêng về phía cậu ấy. Nếu cậu thi tay nghề với hắn, nắm được bao nhiêu phần trăm? Nếu thi kỹ thuật cắt tỉa, xóc chảo, chắc chắn tôi thắng. Nhưng mà thi món Nhật, tôi thật sự chưa từng ăn qua đồ Nhật chính tông. Tôi không dám chắc. Nếu đã như vậy, cậu không thể ở lâu. Tôi lập tức sắp xếp cậu chuyển đi. Không dễ dàng gì tôi mới vào được. Không thể vì lần này chúng ta từ bỏ hết công sức. Tiếp tục như vậy, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể để cậu mạo hiểm. Hay là chúng ta thẳng tay xử lý hắn. Nếu tôi thật sự đi thì sao đây? Đi đâu? Quá đáng tiếc, không được. Đồng chí Nhị Lâm, chấp hành mệnh lệnh. Các anh có thể mạo hiểm kháng Nhật, tại sao tôi lại không được? Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một khi thân phận của cậu bại lộ, cả tổ chức đều sẽ bị liên lụy. Tôi biết cậu không chịu thua, nhưng mà vốn không thể hành động theo cảm tính. Cậu có hiểu không? Hay là như vậy, anh xem có được không? Hiện giờ thằng nhóc này trốn trong quán không chịu ra ngoài, chắc chắn là sợ chúng ta xử lý. Cho nên tạm thời thân phận của tôi sẽ không bại lộ. Hơn nữa không phải thi đấu à? Ai thắng ai thua còn chưa chắc. Tới lúc đó lại đưa hắn đi không phải là được rồi à? Tôi còn có thể tiếp tục tình báo cho mọi người. Được rồi. Nếu như các anh vẫn còn sợ, như vậy đi. Hiện giờ cắt đứt mọi liên lạc. Lỡ may có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy mọi người. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Anh tin tôi một lần đi. Ai thắng ai thua còn chưa chắc. Nhị Lâm, đây không phải trò đùa. Thôi, cứ như vậy đi. Sau cuộc thi mới biết kết quả cuối cùng. Chờ một chút. Đem cái này theo. Lỡ như có chuyện gì, nếu thật sự có chuyện, cầm theo nó còn phiền phức hơn. Anh bảo trọng. Làm sao đây? Liên lạc các đồng chí, cử thêm vài người tới hoạt động xung quanh nhà hàng. Phải đảm bảo an toàn cho Nhị Lâm. Được, tôi đi ngay. Lần này người bảo cậu giết là Hán Giang chính gốc. Cậu không cần nghi ngờ, người này là cục trưởng cục vật tư của chính phủ Ngụy. Trừ bỏ người này, có thể đánh vào cung ứng quân nhu của người Nhật. Tài liệu về người này đều đang ở đây. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu tiếp cận anh ta. Nhiệm vụ lần này bắt buộc phải hoàn thành. Ngài trở về rồi. Phu nhân có nhà không? Phu nhân đến nhà phu nhân Tống đánh bài rồi. Ngài đã ăn tối chưa? Ăn rồi. Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Đừng lên tiếng. Từ từ xoay qua đây. Anh bạn, nếu cậu muốn tiền, tiền vàng đô la đều ở trong két, cậu có thể lấy. Tôi không cần tiền, cần mạng của ông. Cậu là anh hùng của bên nào? Cho dù chết cũng phải chết rõ ràng chứ. Đặc công của quân thống. Quân thống à? Sở trưởng Dương là muốn giết người diệt khẩu. Anh có ý gì? Cậu không biết thôi. Tôi hợp tác cùng với sở trưởng Dương, giúp anh ta mang vật tư quân nhu trong tay của anh ta đến bán ở chợ đen, kiếm cho anh ta không ít tiền. Hiện giờ anh ta kiếm đủ rồi, muốn qua cầu rút ván. Các ông đã bán vật tư quân nhu gì? Dược phẩm, vũ khí đạn dược, có gì bán ấy? Đã bán cho ai? Anh bạn, xem ra cậu thật sự không hiểu rõ. Dương Dân Phàm và trạm trưởng trạm Bắc Bình của quân thống cùng làm danh sách giả cho Trùng Khánh,
Nói là quân thống phát triển đặc công cần kinh phí và trang bị, thật ra là để ăn khống. Người này là cục trưởng cục vật tư của chính phủ Ngụy. Bọn họ đã chia hết kinh phí mà Trùng Khánh phải phát xuống, chỗ vật tư còn lại thì tới tìm tôi, mang tới chợ đen bán giá cao. Hiện giờ chắc chắn là có người báo chuyện này với Trùng Khánh, cho nên ông ta mới muốn giết người diệt khẩu. Trừ bỏ người này là có thể đánh vào cung ứng quân nhu của người Nhật, giết tôi diệt khẩu. Các ông làm sao quen nhau? Ban đầu chúng tôi cùng được huấn luyện ở Thượng Hải. Sau này tôi vì hoàn cảnh ép buộc mà bất đắc dĩ mới làm việc cho người Nhật, nhưng mà trong lòng tôi là kháng Nhật. Tôi vì quân thống của các cậu đã cung cấp không ít tình báo của người Nhật. Người anh em, cậu chuyển lời tới sở trưởng Dương, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Viết lại tất cả những gì ông nói, không sót một chữ. Vậy không phải là bảo tôi chết à? Không viết thì ông sẽ chết ngay. Viết xong rồi nói. Viết mau. Được, tôi viết. Tôi viết. Phong thư này là của Hán Giang trước lúc chết bảo tôi giao lại cho ông. Trước lúc chết, Hán Giang đó đã nói gì với cậu? Không nói gì. Anh ta nói gì, cậu cũng đừng tin. Anh ta là vì giữ mạng mà bịa đặt ra. Tôi biết. Anh ta bảo tôi giao cái này cho ông. Cậu Điền Đại Lâm, cậu dám mạo phạm cấp trên. Cậu làm như vậy là phản bội. Cậu muốn làm Hán Giang à? Những việc ông làm mới là Hán Giang. Giữ lại loài cặn bã nhông chỉ là giúp người Nhật. Cậu muốn làm gì? Quyển sổ này và phong thư đó tôi đã bảo Hán Giang kia chép làm hai bản, coi như là thư tự thú của ông ta. Tôi trói ông ta quăng cho người Nhật để cho người Nhật xử lý. Còn về ông, tôi muốn tự tay xử lý. Điền Đại Lâm, cậu đừng làm bừa. Như vậy, cậu tha cho tôi. Tôi và trạm trưởng sẽ không để cậu chịu thiệt. Sau này, bọn tôi kiếm được tiền sẽ có phần của cậu. Ông tự mà giữ lấy. Đứng lên. Đại Lâm, cậu nghe tôi nói. Xoay người đi. Xoay người. Quỳ xuống. Qua đây. Sở trưởng Dương ở bên trong xem tài liệu quan trọng, đừng làm phiền ông ấy. Ngoài ra, ông ấy bảo cậu mời phó trạm trưởng tới. Phó trạm trưởng? Phó trạm trưởng nào? Người nào thì ông ấy không nói. Phó trạm trưởng nào quản lý kỷ luật nội bộ? Đó là phó trạm trưởng Chu. Đúng, mau mời ông ấy qua đây. Dạ. Qua đây. Qua đây. Phục vụ à? Khách trong phòng có chuyện quan trọng, đừng cho bất kỳ ai làm phiền. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu trông chừng ở đây. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Tôi không hiểu rốt cuộc Tam Lâm này có lai lịch gì. Cả buổi sáng rồi, điện thoại tôi nhận toàn là điện thoại xin cho cậu ta. Tôi biết cậu ta là người của Lương Giang Sơn. Vậy thì sao chứ? Cậu làm mất sạch mặt mũi của cháu trai tôi rồi. Nếu không giết cậu ta, tương lai ở Bắc Bình làm sao tôi ngẩng đầu được? Được rồi, chuyện này chưa xong đâu. Khốn kiếp, cậu ta chắc chắn phải chết. Muốn giết ai vậy? Sở Trưởng Đổng, tức giận quá vậy? Ai đã chọc giận ông? Cô Tống à, cô là khách quý. Khách quý gì chứ? Lâu như vậy rồi cũng không tới phòng khiêu vũ cổ vũ tôi. Còn phải để tôi tới mời ông? Đâu có đâu có. Thứ nhất là vì công việc bận rộn. Thứ hai, cô Tống là nhân vật được quyền thế ở trong nhà hàng Lục Quốc. Tôi đi tìm cô, chưa chắc cô đã có thể gặp tôi. Ông cũng đề cao tôi quá rồi. Cô Tống à, hôm nay cô tới chỗ tôi chắc không phải là vì đơn giản mời tôi uống rượu chứ? Sao đây? Tôi mời ông uống rượu, ông còn không đi à? Chút mặt mũi này cũng không cho tôi. Tôi biết Tam Lâm đó và cô có giao tình không tệ. Hôm nay chắc chắn cô tới là vì cậu ta, có phải không? Cả sáng nay số điện thoại gọi tới xin, e là cũng là do cô nhờ người ta gọi. Sở Trưởng Đổng đúng là nhìn rõ mọi chuyện, chuyện gì cũng không thoát khỏi đôi mắt tin tưởng của ông. Da thịt mềm mịn này đúng thật là trơn nhỉ. Tam Lâm này, cậu ta ỷ vào Lương Giang Sơn làm chỗ dựa mà dám đánh cháu trai tôi. Cô nói xem, nếu tôi không xử lý, cô nói xem, tôi ở đây không phải thất bại à? Cô Tống, mời cô về cho. Theo tôi, chuyện này quả thật là Tam Lâm làm không đúng, nhưng mà tôi nghĩ cũng không tới mức phải chết. Trên đời này vốn không có tội gì mà không thể thoát. Ông ra điều kiện đi, chỉ cần có thể đảm bảo mạng cho anh ta. Lẽ nào Tam Lâm này là người tình của cô, khiến cô liều mạng cứu anh ta như vậy? Người tình gì chứ? Chỉ là lúc tôi chán nản, anh ta từng cứu tôi một mạng, trả ơn lại thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì phải xem cô Tống. Ông ra giá đi. Đổng Chí Hưng tôi đâu phải người thiếu tiền. Thứ tôi nhìn trúng là tấm lòng của cô Tống đây. Đương nhiên, tôi cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Nếu cô khó xử thì thôi vậy. Cô Tống, vẫn là mời cô quay về. Chỉ cần có thể cứu Tam Lâm, tôi đều nghe theo ông. Được, vậy hôm nay tôi thuê phòng ở quán Lục Quốc, chúng ta vui vẻ một lần. Sáng ngày mai Tam Lâm có thể được thả hay không thì phải xem cô Tống hầu hạ tôi như thế nào. Vậy thì bây giờ tôi muốn đi gặp Tam Lâm trước. Được, nghe theo cô hết. Phu nhân, thử xem mùi vị của tôi có được không? Sao hả? Khá lắm, rất ngon. Cô Izumi, bảo cậu đi mua rượu trắng mà cậu mua hết nửa ngày. Cái đầu này của tôi thiếu mất miếng cá sống rồi. Cô Izumi, phiền cậu lấy giúp tôi miếng cá sống tươi một chút. Không bảo Wada đi. Wada hiểu cái gì chứ? Cô ta biết cái nào là tươi, cái nào không tươi không. Cô Izumi, bảo cậu đi thì đi đi, đừng có làm lỡ thời gian. Momoko, cô đi đi, tôi không thích lấy cho cậu ta.
tôi không đi được. Vừa rồi tay của tôi không cẩn thận bị đứt rồi. Anh biết không, tuy hiện giờ trời lạnh, nhưng mà một khi cái dính máu, lập tức sẽ trở nên rất tanh. Thật sao? Lẽ nào tôi lại lừa anh chứ? Đúng rồi, anh chuẩn bị cho cuộc thi tới đâu rồi? Có cần tôi làm gì giúp cho anh không? Không cần, cô đã giúp tôi rất nhiều. Sao ông không chết đi? Sao cậu nhàn rỗi thế? Đã làm xong phôi rèn của linh kiện chưa? Chưa làm xong mà tôi có thể ở đây đọc báo à? Cậu biết chữ, thà rằng không biết càng đọc càng tức. Anh xem đi, anh có biết đây là ai không? Không biết. Mã Cẩm Trình, tổng biên tập của báo Cộng Dinh, cả ngày ở trên báo khoác lác thay người Nhật. Cái gì mà cùng nhau tồn tại, cùng vinh quang, bắt nạt chúng ta. Nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy. Ở đây đâu có người ngoài, tôi chẳng qua cũng là ngứa miệng. Hôm nay tên này đón sinh nhật, bày rượu ở Hoàng Nguyệt Lâu. Đúng là người tốt đoán mệnh, kẻ xấu sống nghìn năm. Được rồi, cậu mau làm việc đi. Sau này những chuyện này nói riêng cho tôi biết, tuyệt đối đừng để người ngoài nghe được. Đi, mau lên. Đúng là nén giận. Tôi đi nha. Đại ca, đây, cầm lấy. Cảm ơn. Sao anh còn chưa chết? Tôi biết là cô sẽ tới mà. Sao đây? Tiểu Chí báo tin cho cô à? Thứ không biết sống chết nhà anh, cháu ruột Đổng Chí Hưng mà anh cũng dám động vào. Anh có mấy cái đầu chứ? Cậu ta đáng đời. Cô mau tới đội hiến binh tìm Takagi. Tôi bị dày dò như vậy, chỉ có anh ta có thể lôi tôi ra. Ai nói chỉ có anh ta có cách? Còn tôi mà. Tôi và Đổng Chí Hưng đã bàn bạc xong, sáng mai sẽ thả anh ra. Cô, sao ông ta có thể nể mặt cô? Chuyện này anh không cần lo. Có đau không? Có cần tôi tìm bác sĩ giúp cho anh không? Không đúng. Cô nói với Đổng Chí Hưng như thế nào? Hỏi nhiều làm gì? Dù sao sáng mai anh cũng được thả ra. Không đúng, ông ta muốn thả tôi ra thì có thể thả ngay. Cần gì chờ ngày mai? Nói thật cho tôi biết, có phải ông ta bảo cô cùng ông ta? Cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Làm gì vậy? Không nỡ à? Dù sao thì anh cũng đâu có lấy tôi. Tống Nhã Quyên, cô muốn làm vợ, tôi không ngăn cô. Nhưng mà tôi đây không cần. Cô dùng cách đê tiện như vậy cứu tôi. Vậy thì anh đi chết đi. Chết rồi tôi cũng theo anh. Làm ma quỷ. Cô chờ một chút. Sao đây? Đừng quậy nữa. Mau tìm Takagi. Tìm Takagi. Nếu Takagi cứu anh, anh phải làm nô tài cho anh ta. Họ Điền, anh có thể không nhận tình cảm của tôi, nhưng mà tôi không muốn dương mắt nhìn anh trở thành hán gian. Đều chôn một chân trong hố rồi. Cô nhảy tới nhảy lui như vậy, có thể giúp tôi ra sao? Tuổi này rồi, ai mà không từng chôn chân trong hố. Đi đây. Đợi đã, cô chờ một chút. Có phải trên người có đồ đáng tiền không? Có. Tôi. Thôi đi, đừng giỡn nữa. Mau lên, đưa cho tôi một chút. Độ tinh khiết rất tốt. Chờ tôi.
Nè, người anh em, có muốn kiếm chút tiền không? Đây. Đồ tốt đấy. Cậu quý gì? Có thể đi tới đội hiến binh tìm giúp Takagi của đội Toku. Bảo anh ta tới giúp tôi ra. Đội hiến binh à? Tôi không thể tới đó. Không sao, anh nhắc tên tôi là được. Điện Tam Lâm, nơi đó có người tên Takagi, đó là anh em của tôi. Giúp tôi đi, xong việc còn có thứ hay hơn. Không phải nói ngày mai cậu được thả à? Ngày mai, hôm nay thả tôi ra, đó gọi là có ơn báo ơn. Ngày mai thả ra ngoài thì có thù báo thù. Anh giúp tôi qua đó đi. Được rồi, chờ tôi tăng ca. Cảm ơn. Cháu ăn đi. Đồ ăn nguội cả rồi, thằng nhóc này còn không tới. Có lẽ là trong xưởng có chuyện làm trì hoãn. Hay là bác gái à, bác ăn trước đi. Bác ăn trước à? Đậu tử đói rồi có phải không? Đại Lâm, con về rồi à, ăn cơm đi. Con không đói, mẹ ăn trước đi. Anh đi đâu vậy? Chờ anh nửa ngày để ăn cơm. Tôi không ăn đâu, trong xưởng có chuyện gấp. Mẹ à, không cần chờ con ăn cơm. Con ăn cơm đi, bận việc mà không ăn cơm à? Cả ngày bận rộn như ma vậy. Đại Vân ăn cơm đi, không cần chờ nó. Thằng bé đói rồi, nào, ăn đi. Nó bận rộn cả ngày tới tối như ma vậy. Nào, cháu xem, đói rồi có phải không? Momoko, món này để như vậy. Cô Izumi, tới liền. Dân, cô Izumi, tới liền. Phu nhân à, sao trễ vậy? Phu nhân có gì dặn dò? Đưa những món này tới Hoàng Nguyệt Lâu. Dân, tôi đi ngay. Nhanh lên đấy. Đũa. Đội trưởng, hiện trường phát hiện. Chờ một chút. Anh lại quên lời tôi nói rồi à? Trong căn phòng này, anh, tôi đều phải nói tiếng Trung Quốc. Hiện giờ chúng ta ở Trung Quốc, bên cạnh đều là người Trung Quốc. Để giúp bọn họ tốt hơn, chúng ta cần hiểu văn hóa của họ, bao gồm cả ngôn ngữ. Anh đã nhớ chưa? Vâng, không. Nói tiếp đi. Theo điều tra, toàn bộ thuốc lá hung thủ để lại hiện trường không giống với trên thị trường cho lắm. Rất có khả năng là đặt từ nước ngoài đưa vào trong nước. Nói như vậy, ở thành Bắc Bình, người có thể hút loại thuốc lá này không nhiều. Dân, tiếp tục điều tra đi. Dân, hôm nay tổng biên tập của báo Cộng Dinh tổ chức mừng thọ, anh đi chung với tôi. Dân, đội Toku, đưa vào. Báo cáo, vào đi.
Thái Quân, là Điền Tam Lâm bảo cậu tới à?